Bây giờ bà con rất là ơn chia sẻ trưa rồi, giờ gần 12 giờ rồi anh em còn ở đây. Nên mọi người cũng biết là chia sẻ giùm. Ở đây đồng chí Hải là làm việc từ 7 giờ đến 10 giờ mà giờ đến giờ này còn 10 người khách nữa. Đó, ở đây làm việc miễn phí 100% nha mọi người. Đó, thì nói cho mọi người biết. Rồi bây giờ anh đây cho thăm là anh họ tên gì? Cô Nguyễn Văn Đạt. Anh sinh năm mấy? 1964. Rồi bây giờ anh quê ở đâu? Quê Phước Kiển nhà bà. Phước Kiển nhà bà phải không? Rồi anh chụp tấm hình cái lại đi. Gặp con trai tôi tên Nguyễn Trần Lê Trung. Sinh năm mấy? 1995. Bỏ nhà đi đâu chưa? 28 tháng 9 tới nay. 28 tháng 9 tới nay hả? Rồi từ ngày đi về nó có điện thoại gì liền? Không nhà có liên lạc gì được hết. Rồi cái dùng con anh là có biết hiểu rồi. 90% là đang bị giữ ở Campuchia. 90% là giữ, còn 10% ở Việt Nam thôi. Thấy không? Mà trước khi đi nó làm nghề gì? Nó làm bên shipper. Shipper hả? Giao hàng nhanh đó. Phần nhanh nhanh không? Rồi, vậy là nghi là nó qua Cam rồi. Nó đi shipper đi xe gì? Nó đi xe nhà tự ấy, đi chiếc quay rẻ, quay chiếc phim chợ 125 FI. Đại số mấy? 55-8. Rồi. 1939. Rồi bây giờ từ ngày nó đi đến giờ là không có điện thoại liên lạc nhà luôn. Lạc gì được hết. Rồi cái đứa con này, đứa con thứ mấy? Con đầu lòng. Đầu lòng hả? Nó có vợ con chưa? Chưa vợ con hả? Rồi thường thường nó chạy ráp, nó đậu ở đâu, bến nào? Nó có chạy ráp, nó đi giao hàng nhanh thôi, nhưng mà nó bỏ việc này 2 tuần, trước khi đó là 2 tuần. Rồi chắc nghe bạn bè việc lương cao đủ ở Campuchia bán, mình qua Campuchia rồi. Rồi từ ngày đi đến giờ là không có liên lạc được. Còn mẹ nó đâu? Mẹ bệnh, đi bị bệnh ở nhà. Mẹ bệnh hả? Tội gì vậy? Anh chị mấy đứa con? Hai đứa hả? Đứa con nhỏ là gái trai? Gái. Gái sinh năm mấy? Gái sinh năm 2002. 2002 hả? Có chồng chưa? Chưa. Sao hai đứa chưa nào chưa chồng hết? Còn cơ hội á. Rồi giống hiệp sĩ Quy Nải là còn cơ hội. Rồi bây giờ anh có đôi lời nói cho con nó về nói đi. Con có ấy thì con mau quê trở về nhà liên lạc với gia đình. Mỗi khi về đó làm có con về nhà ba sẽ giải quyết có thuận có đáng hết. Là ba sẽ tha thứ tất cả không? Mọi sự việc hơn. Rồi bây giờ ở nhà nó có cờ bạc vô. Nó thật đi. Lúc trước thì nó có chơi trên mạng xã hội, chơi game chơi đồ đó. Rồi nó thua hết nhiêu rồi? Trả thiếu mấy trăm triệu quá, giờ trả hết rồi. Giờ đợt này là nó nói là nó bị... Bị gì? Làm mất hàng của công ty. Giờ nó ra trên mạng xã hội là 16 triệu. Rồi tới ngày đó trả là 28 triệu mà chưa có trả. Rồi nó bị là... Cái mẹ nó giận la nó. Rồi. Mẹ nó nói con muốn bỏ nhà con đi hả? Giờ là nó đi xách vợ cơm đi, giờ đi luôn. Đi luôn phải không? Chắc kỳ nó đi chuyến này cũng về nó câu luôn quá. Mà mong nó là như vậy. Tao đi câu á, phải không? Tôi thấy nó làm nhiều tiền, phải là đổ nợ vô chùa nó câu thời gian nó tâm tịnh lại, phải không? Đó, nên mọi người này làm ơn chia sẻ công ơi. Bà con phải là ơn chia sẻ giúp giùm. Nên bây giờ thiệt chưa rồi, bây giờ tôi rất là đau buồn, phải không? Đó là buồn nên mọi người hãy giúp mình cho tôi. Bây giờ nhiều việc quá, giờ còn nhiều ca đang đợi. Nhiều ca đang đợi rất là đau buồn. Bây giờ mẹ nó bị bệnh gì? Mẹ bị ung thư. Ung thư hả? Vừa vô thuốc vừa quá trị liều thứ 8 vừa dứt. Vô là thứ mấy rồi, quá trị là thứ mấy rồi? Liều thứ 8 là cuối vừa dứt rồi. Cuối hả? Tội nghiệp ghê. Rồi mẹ nó bao nhiêu tuổi? Mẹ nó 59 tuổi rồi. 59 tuổi. Rồi quá đau buồn, ai cũng có việc buồn hết, đúng không? Đau quá, bệnh là bây giờ là phải chịu, phải không? Tôi vợ tôi bệnh tim mà mắc rồi. Tôi cũng bị tim nè. Vâng, anh bị hở hay hẹp? Hở là bệnh chủ 2.5/4. Đau rồi. Bệnh tim vợ tôi đang khỏe mạnh, mổ rồi đi luôn. Đó, rất là đau buồn. Ai có hoàn cảnh á, bây giờ nói chung là chuyện này thì rất là đau, nhiều người cứ đến rồi bỏ nhà đi, con cái bỏ nhà đi, rồi vợ chồng tìm rất là nhiều. Nên giờ tôi cũng suy nghĩ là tôi chắc đi tu, mà tu mà sợ chùa không chứa. Nói chung là bây giờ là xã hội giờ rất là đau, không phải như mấy người xưa, thấy không? Mấy người xưa nói một là một, giờ
con cái vợ chồng muốn đi thì cũng bỏ rất là nhiều. Nên bây giờ thì bây giờ anh cho đội Tiểu Hải là đăng hình ảnh anh với con anh lên các trên mạng xã hội không? Tôi chấp nhận hết. Chấp nhận không? Chứ tại vì bây giờ đăng rồi mới cùng gỡ này kia. Tại vì để đây là tôi đăng xong rồi tôi đưa lên mạng xã hội là vô công ty rồi. Nói chung kênh tôi là đưa vô công ty hết quản lý. Nên mỗi lần tháo ra thì phải xin giấy làm giấy tờ rồi nói chung là đủ thứ rồi bị đóng phạt đó. Nên là mọi người nó cũng thông cảm. Nếu mà ông chấp nhận thì phải theo quy định của anh thôi. Nói chung ở đây là làm đưa ra mạng là đưa vô cái mạng của tôi là đeo công ty hết rồi nên mọi người cũng thông cảm ha. Đó, bây giờ anh cho thành con anh thẳng lên con trai ơi, nếu mà con trai mà thấy mà ba mà từ ở nhà bè đến đây nhờ Tiểu Hải đi sáng mơ giờ mới được quay nè, giờ mới được quay tại khách đông quá. Ở đây chấp khách từ 7 đến bây giờ 12 giờ rồi. Anh em cùng dân ở đây chưa cơm nước hết. Đó. Mọi người hãy chia sẻ giùm mọi người. Đó, mọi người hãy chia sẻ giùm. Rất là đau buồn rồi. Không có nỗi đau nào mà con bỏ nhà đi, cha mẹ ở nhà đầu lo sợ chuyện gì xảy ra. Đó. Mọi người hãy xem. Và đau khổ lắm. Mọi người hãy hãy xem. Con ơi, con về đi. Để cho con về đi. rất là đau ha. Và con là chú này ở xã Phước Kiện huyện Nhà Bè ha. Mọi người đến gặp thì chỉ nãy là đây giúp miễn phí 100% nha. Nói thẳng về bà con đừng có vô và comment nói bậy nói bạ ha. Đó, mọi người hãy chia sẻ comment vô rồi nói này nói kia dựng phim dựng kịch ở đây là người thật việc thật đó, làm việc thật ha. Đó, mọi người hãy chia sẻ mạnh lên mọi người, chia sẻ mạnh lên quá ơi. Đó, mọi người hãy chia sẻ giùm. Đó. Anh có đôi lời nào gửi đến con mình đi, con nó, mình xem. Nó lớn, nó suôn sẻ mà nó tha thứ tất cả cho con. Con ở đâu mà nếu con nhận được thông tin này, thì qua theo qua bạn bè con hai này kia đó, người khách, thì con mau qua về. Mỗi lỗi lầm của con ba sao thứ hết. Giờ mà nó về nó kêu con đang nợ 300 triệu gia đình mình có tiền trả không? Chuyện đó phải tính sao thôi. Rồi, chứ nhà chủ yếu đâu. Là về thôi. Thách trốn nợ. Mong có đừng qua Campuchia rồi. Sợ qua Campuchia nè. Nghe bạn bè lên mạng. Nó hết tiền. Hết tiền đâu. Làm cúng thì là cúng hiếu làm bậy bạ. 90% bà ba qua Campuchia rồi. Nghe tháng mấy chục triệu. Mời. Tháng mấy ngàn đô mời. Đó. Mọi người hãy chia sẻ giùm ngồi máy tính. Bây giờ cái gì trên mạng xã hội là lừa đảo hết rồi mọi người. Đó vừa rồi cứu cho đứa bé Campuchia hay không? Rất là đau mọi người. Còn một lần nữa cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người hãy chia sẻ giùm. Rất là đau buồn hiện. Bây giờ tôi chưa cơm nước sớm mời, chưa ăn uống nên giờ phải giúp dân, giúp cho đàng hoàng, giúp con về trọn vẹn, không phải giúp mà quay mà để câu like, câu view ra đây là giúp anh em 300 tiếng Bình Dương sẽ đi tìm con của anh ha. Chia sẻ các đội nhóm từ cả nước ha. Và Campuchia nữa ha. Trung Quốc rồi cho nó có qua bển đâu. Myanmar, Malaysia, Indonesia ở đây giải cứu rất là nhiều. Nên mọi người hãy chia sẻ, đừng có cho mình tên mạng xin lập trên mạng. Việc gì lương cao rồi đưa qua Campuchia, Trung Quốc nha. Rất là nhiều người, cảm ơn mọi người, cảm ơn.